Lily, em đang trong bệnh viện hả? Chỉ với một lần xả, anh sẽ đến liền. Dù gian nan thế nào, anh vẫn sẽ thơm mát. Chị ơi! Hey, dừng lại! To ư, chuyện nhỏ, mình vẫn sẽ thơm mát. Em đi, em đi. Em biết nào giúp anh luôn thơm mát vậy? Lily! Lily! Anh đi em. Anh vẫn thơm mát. Chào con trai. Hương thơm bền lâu khó phai chỉ với một lần xả.